Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí trong 5 tháng năm 2022. Nguy cơ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 5 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 63 người, bị thương 115 người, so với cùng kỳ năm 2021, giảm 5 người chết, giảm 9 người bị thương. Đường bộ xảy ra 134 vụ, chết 60 người, bị thương 115 người, so với cùng kỳ năm 2021, giảm 23 vụ, 14,6%, giảm 4 người chết, 6,25%, giảm 9 người bị thương, 7,25%. Cũng trong 5 tháng năm 2022, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 34.412 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt gần 70 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về chất lượng công trình, giá thành xây dựng, hiệu quả đầu tư dự án giao thông. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự, đảm bảo chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và nhiệm vụ được Bộ Giao thông Vận tải phân cấp ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án ngay sau khi được giao nhiệm vụ quản lý các chương trình dự án có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể chi tiết cho từng chương trình dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy sau khi luật phòng chống tác hại của rượu bia cùng Nghị định 100 tăng nặng mức phạt liên quan đến nồng độ cồn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông giảm rõ rệt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng gia tăng, đặc biệt sau dịch COVID-19. Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, các quán bia vẫn hoạt động tấp nập, đông đúc khách hàng. Khu vực để xe của khách chật kín, phần lớn khách ăn uống xong đều tự lấy xe ra về, bất chấp quy định cấm và nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 2 tháng gần đây, Phòng Cảnh sát Giao thông xử lý 590 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền phạt trên 2 tỷ đồng. Từ số liệu cho thấy, việc xử phạt nghiêm túc và quyết liệt của lực lượng chức năng, nhưng cũng phản ánh tình trạng uống rượu bia khi điều khiển phương tiện còn diễn ra nhiều và đang có chiều hướng gia tăng. Các phố quán rượu bia nói chung là trở lại, mọi người tự đến uống bia rồi đi xe về, rất nguy hiểm, cho nên là tình trạng đã uống rượu là không lái xe. Các quán bia thì thấy thanh niên đi xe cũng rất là uống rượu bia và đi rất là ẩu, nên là mong các cơ quan chức năng thì cố gắng là sao tuyên truyền cho mọi người biết được là khi uống rượu bia thì không nên đi xe máy hoặc là ô tô, xử phạt thật nặng những người nào mà không chấp hành. Sự chủ quan và lơ là với việc tuân thủ quy định về nồng độ cồn tăng cao, do đó các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tại các vị trí, các tuyến đường, nơi tập trung các quán bia, nhà hàng, từ đó tạo sự răn đe, nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia. Tính mạng con người là trên hết. Đã uống rượu bia, không lái xe.